我好懒得我。哇！嘿嘿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 
Cho nên mod. Mod à, cái lò chảo tay này. Anh bóp 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 nó. Đấy. Thôi đều xong bóp bóp. Là cái này đấy. Đây xếp đầy đủ hết rồi. Dạ vâng. Chắc là bây giờ phải tháo cái chân này, chân này ra. Tháo cái chân này hết rồi. Tháo chân xong bỏ trong thùng. Dùng mà, cái lò. Dùng đấy. Nó tinh thì dùng mà. Cho cái này mua mấy kia tấm ván đấy. Ở 3 tấm là đủ rồi đấy. Cặp giống nhà chị Sùng đúng không? Hôm nọ thì có một vài bác có góp ý là sao lại mua TV cũ, thì cũng xin chia sẻ thật với mọi người không phải cũ đâu, đây là do nhà chú ở gần đường bụi quá. Mình để ra đây thôi, mình để đây. Chứ còn anh em mình không đi mua đồ cũ cho bà con đâu ạ. Thời gian này nó còn đỡ bụi, làm đường xong nó còn đỡ bụi. Alo ạ. Thời gian trước rồi. Dạ vâng. Nó còn chưa làm xong đường bụi hết. Thì lau khử cái bóng cho cái bóng này nhỉ. Kia, ngon chưa? Ok. Đó bạn. Đó, tao lọ. Đấy là mặt bằng Hà chú ạ. Bây giờ nhà thì đau vừa rồi, có TV là xem luôn, có chảo để chảo thôi. Dạ vâng, đúng rồi ạ. Đó, cho em cẩn thận nhá. Phung rồi, vâng, đau rồi ạ. Rút cả cuốc ạ. Rút xuống từ đâu cho ta. To nhà, cảm giác to thật. Nhà cháu dùng cái 49 inch to. Cái này là 37 à? Hay 37? Cái này là 32 thôi. 32 đã to, cảm giác 49 inch của cháu. Cảm giác to những cái khung nhà luôn. Hôm nay rất là nhiều khách gọi mua mật của tham giác mạch. Alo ạ. Alo. Dạ vâng. Dùng lọ, dùng các bạn tương đối nhỏ. Thêm tí, cho thêm một ít băng dính hơn nữa chú ạ. Nó không lấy thì trừ tiền nha, trừ cái bộ riêng cái đấy ra. TV là xong rồi đúng không? Vẫn tương tự là bộ như chị Sùng. Đây tiếp tục là một cái món quà của cô chính gửi gia đình của anh vừa nữa. Thì dây dựa các thứ là đủ rồi luôn thôi. Dây dựa là đủ hết rồi. Vâng. Thế thì bây giờ anh em mình sẽ đi về nhà anh vừa để cùng nhau thể hiện cái trình độ khả năng và bắt sóng TV tiếp. Mời tất cả mọi người theo dõi video nhé. Đi. Bắt đầu kìa. Bây giờ chuyển tích mua rồi. Còn cái dây ấy, cái dây ba rắc cũng ở trong hết rồi. Hôm qua làm gì mà ông lại đau tay nhỉ?
không tao nữa, có người mua chỉ cho tao rồi. Uống rượu nhiều nhá. Không phải, không phải là trùng trùng bò, chắc là ngã hay gì đấy. Đây là đọc hiểu mất cho rồi luôn. Được tiền có không có rồi, mất mất cho tao đủ cả một cơ rồi. Lại mo à? Ờ, mo ạ. Thế anh vừa bị múa vất vả quá, đó, múa đó. Múa không? Múa không? Ồ. Đó, múa đó. Đó, tao đó, múa, cứ múa trước đi. Không đợi đó. Xin chào quý cô anh chị và tất cả mọi người. Tiếp tục quay trở lại với Tam Giác Mạch ạ. Hôm nay thì như đoạn đầu quý cô anh chị và tất cả mọi người cũng đã thấy rồi, anh em mình đi mua TV đem Văn Minh về đến với gia đình của anh Vừ chủ đất đó. Cháu chào bà nhá. Cháu hai, cháu hai nè. Bà khỏe rồi à? Ờ, đỡ rồi. Khỏe rồi gì bà? Ờ, bây giờ đỡ rồi. À, đỡ rồi cái gì? Vâng. Làm được tiếp rồi đúng không? Ờ, bây giờ làm được. Vâng. Vâng. Úi, cho nì cho chị. Đó là phút gió. Ơt à? Cho phút gió là gió là gió. Này. Hả? Phút tuần đông là? Chị giờ nó à? Cái gì nhỉ, thanh niên? Hạt tiêu thôi. Đây. Thì bao này. Hạt tiêu mắc khén, mắc khén. Hạt mắc khén nghiền. Ở rừng có đúng không? Mùi dua là dua là giỏ. Mắc khén rừng. Gọi là tiêu rừng đấy. Người khác hay gọi là tiêu rừng. Xin được thông tin tới quý cô anh chị khán giả là đây là một món quà của cô Chính, là gửi cho anh em mình, là mua một bộ tivi giống như nhà chị Sùng để cho gia đình của anh Vư, các cháu có thích không? Nhờ chứ nhỉ? Hả? Nhờ chứ nhỉ? Thả lưng à? Thả lưng, thả lưng. Nhờ chứ nhỉ? Vâng ạ, chị. Tê, tê à, chị mẹ. Thả tuyên nhỉ à? Nhờ chứ nhỉ? Tụ, nhỉ mà. Mua tivi mà uống đó chị. Số phim hoa hình mà. Nhờ chứ? Tụi mẹ, tụi chị chú bóc thả lưng, nào thế à? Chị ca thả lù. Thì tương tự thì anh em mình cũng mua một bộ tivi tương tự. Và đối với gia đình của anh Vừa thì đã có cái chảo rồi, có cái chảo thu tín hiệu. Còn cái đầu thì cũng hỏng rồi, nên là anh em mình mua hết chỗ này là 3.850.000. Còn dư 150.000 của cô Chính nữa. Đó. Đây, còn về cái sản phẩm mà Tam Giác Mạch hay giới thiệu với tất cả mọi người đấy, là về mật ong. Thì cái chai này có một cái đặc điểm, đó là khi mà đã vặn vào rồi thì không vặn ra được. Mà đã vặn ra được thì là cái nắp này chỉ sử dụng một lần. Nên là quý cô anh chị khi nhận hàng thì cứ yên tâm là Tam Giác Mạch đóng hàng thì cái nắp chai này nó chỉ vặn vào được một lần. Nếu mà bị cháo hoặc là bị vặn ra rồi thì chắc chắn là nó sẽ không phải là sản phẩm mà Tam Giác Mạch gửi nữa. Và đây là cái mật rừng, mật ong rừng tự nhiên với rất là nhiều hoa, loại hoa và nhiều loại thảo dược. Được ong đi hút mật và về tổng hợp như này. Anh em mình đã hạ thủy là không còn thành phần nước ở trong rất là ít, nên đâm ra là không có bọt một chút nào cả. Đây. Đấy, 1 lít như thế này Tam Giác Mạch ship toàn quốc và trừ cái vùng đỏ ra là cùng ship nha mọi người nhé. Nhỉ anh ơi, thế này để ở đâu anh vừa? À? TV để đâu? Cho lìa nên muốn chè mua cho con này rồi, chỉ tao mới chào cho này. 32 inch chắc là vẫn vừa thôi nhỉ? Mua cho này chè mua lúc này lìa tao, mua một con chè. Bao nhiêu lâu rồi bà không được xem TV rồi?
Tốt quá rồi. Từ trước đến giờ bà được xem tivi không? Có. Thế bao nhiêu lâu rồi không được xem ạ? Để lâu lắm không được tivi rồi. Tivi vừa được mấy năm, cho đứa con vừa mua về xem được mấy năm. Lại hỏng rồi. Ừ, bây giờ hỏng rồi. Thế là... bây giờ hỏng thì bỏ. Bà bao nhiêu tuổi là bà được xem tivi ạ? Bà 66 năm tuổi mới được xem tivi. 66 tuổi mới được xem tivi. Ôi, tao ra mày xin phép nghe điện thoại của các bác mua mật ong đã. Dạ vâng. Xem nào ấy nhá. Đấy nhiều một tí. Mình có cái cốc nào không nhỉ anh? Mình có cốc không? Cốc. Mua cho nặng đấy chứ. Lúc nào đi với bà nhỉ? Làm đấy. Từ lúc con gái trẻ thì làm lâu rồi nè. Vâng. Làm cho đến lúc già thôi. Vâng. Như là bị bong gân đấy nhỉ? Hôm qua là có ngã gì không? Không ngã này. Qua giọt tí lò qua nhậu bò ấy. Nhậu bò mà mồm, cái mồm mà mồm mềm. Không, chắc là một tay anh dùng cái búa nặng quá nên là lúc co nó mình bị đau chỗ này thôi. Cái này bôi thuốc hoặc là gì là khỏi thôi. Ừ. Anh lấy cái thuốc của bà kia bôi chưa? Bơm à? Bôi rồi gì? Đó. Không đỡ à? Không đỡ rồi. Bị đau cơ đúng không? Nhấc lên. Đó. Không. Con nào để vào đây vừa không? Vừa đâu. Nó lỏ rồi. Lỏ. Đâu, nếu cho đi mà số hóa hình mà. Ơ, giống ư. Giống cơ hơ. Vậy, đọc khe đâu à? Cái kia chứ là túi này. Đấy, để đâu nhiều nhỉ? Em ừ, Vương. Tham một chút. Thôi. Để trên này á. Cái loa ra để đây. Tháp bổ nhất đi rồi. Cái chân đâu rồi? Lấy cái chân rồi đem lắp cho. Ô, phải chứ. Dính thùng. Dính thùng để đâu? Đang ra cái chân tao này, cái này tải vít chí, đi một tải vít chí hả? Ý, cũng điều khiển tình hình thì tao mua mà. Tao ta nào thì mua là nên rồi. Thì mua mà cho thì tao xua thế, cứ tao cá một gà lỗ. Ờ, dò mà. Ừ. Đấy, cái chân này đâu rồi, anh Vương? Chân này. Tụ cà lòng. Mua tôi biết chứ mua. Can tôi biết lỗ. Tu. Ở sẽ tề. Tất cả
cho mà có rồi lắc cho mình dầu đi. Hôm nay con lấy mua con cháo. Con lấy mua mua cháo nhưng mà nó mua tàu lên thôi. Con đang mua cái gì? Đó. Con nói luôn nè. Cho hôm nay chút chút. Nên là phải tự lành cái gì đó. Đây là súp tẩy mà. Lại nhân lên, lại nhân chứ trong cái chứ trong. Chứ trong cái gì? 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 Chứ nào nào cái gì mới đó nào không muốn lấy bao bao bỏ yêu na cái gì chứ bỏ cho nó đâu bây giờ tao phải tầm thì chó chứ tâm thì cháy đây là cho thuốc đầy uống nữa chỉ có chút bị chua thuốc đầy uống thôi đây là tay là thế ui ta thắt khô gió là làm cái gì lọt và ta thấy nồng đắp khi nào thì mua ra hao nữa mà tất chỉ bỏ gió là đó thắt bằng đắp thì chứ mà đắp khi bỏ được đắp thì tôi dừng ra mà ủa đi lâu rồi lâu đâu thì mua được chỗ nó chỉ đi chỉ có ồ chứ bố nó chỉ đi lâu rồi rồi ủa lũ ốc nó từ nay không có thừa đấy tông rồi để tăng như thế. Giờ lúc ở chợ lắm mày lấy tông một chữa tàu xuống ừ nó thì đi sau xong rồi bây giờ nhẹ luôn nhỉ nhẹ mà cô tôi chỉ muốn nhẹ thì tôi dưới lúc bô cô lầu cũng nhớ tỷ lúc chơi mà cô xíu thế mà ơi nhẹ mà từ trong nhẹ lại lo mà cũng nhẹ rồi lúc đâu rồi ui lò hay u lò được lúc từ lúc trong nhiều có tôi dụ đi lâu từ về hết mà dụ lúc đâu cũng lắc lắc vừa cho mà xem chỉ tao mới đắc kia chỉ tao xíu rồi ấy mình thì tao mới đắc mua mình bấm nút thôi cho nhiều đó tủa lại lưỡi chỉ đi tủa lại ngày xưa là cả xóm có mỗi cái tivi là đi xem đi chạy khắp xóm mới có tivi để xem. Chỉ nhớ như lúc ngày mưa mà tăng là cái tấm ni lông xong chạy mưa đi xem. Biết là mưa nhưng mà vẫn không thể bỏ qua bộ phim đấy, tập phim ấy. Cho TV này cứ lao mà lao, cứ sửa chỉ mùi gì chua tành thịt tư, cứ nhẹ à, thế à? Nhẹ hơn, nhẹ mà sửa mùi gì chua tành thịt tư. Ui. À, đi lắp cái đầu chảo về đây, lắp cái đầu phu về đây. Đây, mấy chị, ủa, chị thôi.
rất gọn gàng, rất đẹp. Con này sau này mới anh đầu tư vào tù mà cô lão nồng quá à. Rồi, xe, bà đâu nhỉ? Không bỏ luôn à? Xong. Một tí hiểu mà. Một đầu ạ, tôi đặt kia ạ. Hôm nay tôi tùa, chắc là tí. Ui, chỉ mù lúc đầu mà. Thì chỉ tao lên một chạm. Dành cho tôi hiểu mà. Rất là nhiều khán giả đang hóng chờ Hiệp bắt nhanh nhanh Hiệp. Giò luôn. Đấy. Giò này nè. Chị Tua. Cú là cú báo lạ lớ. Chỉ mở lô điều khiển mà uốn chỉ tàu ơ. Ít chả có mù gà lô đau khiển cho cá lò mà xíu ơ. Tu lò đấy. Hãy tu tu lò. Thôi nhỉ, cái nút menu đâu nhỉ? Đôi khi chỉ vì những câu nói, những lời thách thức trên mạng xã hội, vì mâu thuẫn nhỏ hay một va chạm giao thông trên đường cũng có thể dẫn đến những sự việc đáng tiếc do sự manh động, thiếu suy nghĩ của một số người trẻ hiện nay. Thời gian gần đây... Xem thích bà nhỉ? Phải ngăn chặn xử lý triệt để tình trạng này. Bà thấy thế nào? Đẹp không bà? Tốt. Nét xem ở đây cao, mình xem mà dặn các cháu là xem ở xa thôi, ngồi gần quá là hỏng cái mắt bà nhá. Mình xem ở đây, mình ngồi đây ăn cơm xong mình ngồi đây mình xem trên tivi như này, mình xem càng xa thì nó càng nét, mình xem gần quá thì tivi nào cũng thấy được cái độ phân giải của nó, người ta không khuyến khích xem gần đâu, xem ở một cái khoảng cách hợp lý thì mình sẽ thấy nét hơn và nó đỡ hại mắt hơn. Đấy. Tu, con lò xua tivi ra. Lò đó lên xuống tivi nè. Ơ lò xuống tivi nè cháu. Có hát chính hãng nè. Ú, giống cha thế à. Đấy,
Bà biết chuyển chưa? Được. Biết chuyển kênh chưa? Bà không biết chuyển. Cháu hướng dẫn nhá. Hướng dẫn bà chuyển kênh nhá. Bà thích xem phim gì hay là thích xem nhà nông hay là thích xem cái gì? Cái gì cũng thích xem. Cái gì cũng thích xem. Thế bà, thì bà già bà không biết chuyển này. Vâng, vâng. Thế để cháu hướng dẫn bà cho. Chuyển đầu chảo này. Cái tivi thì chỉ cần bật lên thôi, chứ cái tivi mình không điều khiển được gì đâu. Tivi thứ nhất là mình bật lên, mình có thể điều chỉnh màu sắc, âm thanh, rồi là cái độ tương phản các thứ thôi. Còn bây giờ nó không như ngày xưa dùng anten nên là mình không dùng chỉnh trên tivi nữa. Mình tất cả mình điều khiển bằng cái đầu chảo này hết. Dòng cái đầu chảo đây, bà muốn chuyển kênh thì bà bấm nút lên xuống này nhá. Lên xuống, lên xuống. Ví dụ nhá, xuống này. Đấy, kênh này, kênh Phú Thọ này. Có cả kênh Hà Giang nhá, cháu tìm Hà Giang cho bà xem nhá. Vâng. Mình người Hà Giang, mình xem Hà Giang là đúng rồi. Vâng. Nhưng mà mình cũng phải xem nhiều tỉnh khác để biết người ta làm ăn thế nào. Vâng. Nhất là đấy, đang Covid-19 đây, người ta đang hướng dẫn mình đấy. Vâng. Người ta đang thông tin cho mình đấy. Vâng. Đấy, Hà Giang. À, chưa đến. Đây, Hà Giang đây. Ăn cơm xong là xem Hà Giang là biết là hôm nay tỉnh mình thế nào. Đấy, kênh Hà Giang đây. Tăng tiếng là đây, tăng nhỏ đây, tăng to, giảm nhỏ đây. Tăng tiếng bà nhá. Tắt là nút này. Tắt là cái này. Tắt là nút đỏ. Đấy, cứ bấm một phát là tắt, bấm một phát là bật. Đấy. Bà nói từ lúc nãy con nó mua tivi về bà không xem, nó mở lúc nào xem lúc nào. 66 tuổi bà mới bắt đầu được xem tivi. Ừ. Xem được mấy năm là hỏng? Được là hỏng ra 2 năm rồi. Thì là do lúc này tàu xóa hắn tàu sống á? Tôi lâu xuống rồi. Xóa tàu bê xong liều. Bê xong liều? Bây giờ thì chỉ vứt đi thôi, cái tivi đít lồi này thì bây giờ chỉ vứt đi thôi. Thứ nhất là nó nặng, thứ hai là ăn điện nhiều lắm. Còn là mua cái tivi phẳng này thì ăn điện nó ít mà nó nhẹ mà nó ít hỏng. Đấy. Ôi giời, xem phim nhiều. Đây xem là có bao nhiêu kênh. Tất cả là từ từ xem nào. Hình như là 99 kênh. Trên vùng cao thì nói thật với các bác là chỉ dùng chảo lậu thôi, chứ còn bà con rất là khó có điều kiện để xem chảo giả tiền, đầu thu giả tiền đấy. Có tất cả là 109 kênh là miễn phí. Và có những cái kênh của truyền hình quốc gia là VTV1, VTV5, VTV9, VTV2 và truyền hình quốc hội vân vân, là mấy kênh đấy thì chỉ được xem thôi. Còn những cái kênh giải trí như là V3, V6 thì phải giả tiền mới xem được. Đó. Đây, thì lò nhẹ xua đá chi mà chuyển xua sư. Xua chi tích tàu. Do là cái đầu thu thì đợt nọ là nhà anh Vừ đã sẵn ở đây rồi, nên là anh em mình không mua thêm cái này. Đây, cái thiết bị này thì nhà anh Vừ đã sẵn luôn rồi. Và để đây là đã soi được rõ luôn rồi. Đấy, nên là đỡ một phần. Con chim đẹp thế. Cho nên giờ có một chúa không lấy lò. Mới nhỏ là lầu thôi, cho có cua là có một chúa không lấy lò. Nóng á chí. Cho mà tổ đất đa là lo lại mà cho nên hù lù cho chí hải đi chào chú bao. Là hướng dẫn là phòng Covid-19 này. Rồi khi mà lắp xong cái TV thì mình sẽ có rất là nhiều thông tin mình cần xem. Như các bạn nhỏ thì muốn xem hoạt hình đúng không? Nhà xem hoạt hình gì nhỉ? Hả? Nhiệm á? Thế là xong rồi. Món quà của cô Trình đã, cô Chính đã được trao tới tay của gia đình anh Vừ. Cho nên đi lò lắp thử cái cho nên tao.
Lúc đầu nè, lúc đầu. Lát tao mà. Xua tao tao. Xua tao mà bỏ chi rong nè. Lát thử xem. Ờ, cho nên mua tỉnh nữa. Mua đi qua đi. Né, tao mà còn nét hơn mấy mấy chả mà nó chỉ bỏ cứ thử lắp xem nó thử cá phua nó thử xem cứ lắp hết đi nét hơn đấy nhìn không cảm giác nét hơn né tao mà Cái này đi chọc tao, đi chọc thì to. À, cái đầu này lắp lúc nào cũng được nhỉ. Vâng, chỉ cần lắp vào có tín hiệu là xem được mà bà. Ừ. Đấy, bây giờ kỷ niệm này. Ngoài lưu liềm là lưu đầu, đọc kìa. Dạ, xua thế. Dạ, to thì to. Nhà mũ hơn nữa. To. Ừ. Nghĩ chùa mà mũ không để lọ, má lọ chùa. Ừ. Dù kìa mũ không để chân nhu. Ú, giọng ngô liễu. Một tàu cháu ô mỏ nọ, một số đông mình mà chơi xa thì mà. Chân. Rau thì cái nhu hết, chơi tàu lọ ô mỏ nọ. Qua chân, bình đen rừng. Nếu này mà tỏ vô mũ. Qua hô liễu lọ, chế lọ xô mà tóc chùa. Dạ. Dạ. Cứ cho mà tôi xua xua mấy mấy mà đó xua tao tao mà 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 mua mà mua luôn đi khiển rồi được khiển tivi là nhà xua mà mà cho mà tôi xua mà mấy mấy đó tàu mà tòa lút đâu chập ấy mà cái này điều khiển cái gì nghe à? Mật khẩu là gì chồng nhỉ? 08 à? Đấy. Cân nhắc thì này, tôi kiểm tra. 1 cái này mà một quả phải mà giống nữa. Đấy rồi, xem tao gió mạch đi nhỉ. Ừ. Bây giờ mới có. Xem tí tam giác mạch luôn cho để bà xem tam giác mạch bà nhá xem bà trên tivi luôn nhá đấy chỉ cần mẫn chữ tam giác cái là ra tam giác mạch luôn đấy. Xem cái nào đây xem cái bỏ nó vào phải tị ạ sửa nó lỏng sửa nó đi ạ sửa nó đi
咋了的呀？是紧张紧张。哎呀！哈哈哈哈哈哈哎呀哈哈哈哈哈哈哈À, sang cái khác đúng không? Lấy lại mình xem. Không cần đi. Cái gì mà chú chạy không ạ? Lọ. Ăn đi, ăn đi, ăn đi, ăn đi. Trắng của lúc đó. Đó, mùa mả mà tỏ xò đi đó. Chúa tự vì ý bùa bay ra tỏ xùa ít lìa. Hả? Chúa tự vì ý bùa bay ra xùa tỏ ít lìa mà. Ít bùa ớt á. Ừ. Ô, tàu nó ta đó. Đây là tất cả cái số mật rừng mà tao đã mày gửi cho tất cả quý khán giả trong và ngoài nước đây. Hiện tại thì còn hơn. Nà, số à... Úi. Đây có lẽ là những cái giây phút vui nhất rồi. Bởi vì là những cái ảnh dọn nhà, vận chuyển nhà. Đấy, chỉ dùng cực kỳ hết. Đây là lấy trời quát tấn. Nhưng nghỉ có lẽ là không nhiều. À, thế là ở đây đúng không? Không nhà ở đây đúng không? Rất nét. Nè. Alo hả? Dạ vâng ạ. À, tại vì là cái khi mà nhập vào cái trên app ấy thì cái tiền cước nó nhảy lên đấy. Dạ vâng, cô ấy nhất quyết không nhận phải không ạ? Dạ vâng cô ạ. Dạ. Mình phải chén luôn cái nước này cũng được. Dạ vâng, tại vì bình thường khi mà em nhập lên thì trên app nó nhảy là 33.000. Thì là khi mà đăng nhập vào cái địa vị trí địa lý xa thì cái app của Viettel nó lại nhảy tăng thêm vài nghìn nữa chị ạ. Dạ vâng, vâng. Vâng, em biết, em nhớ mà em tư vấn là vâng, cái cước bình thường mà đi. Vâng, vâng. Vâng, vâng. Dạ vâng. Dạ vâng, vâng. Ờ, chị thông cảm giúp em nhé, vì cái tên app thì nó tính. Vâng. Vâng, vâng, vâng.
Dạ vâng, vâng, em cảm ơn ạ. Dạ, dạ, dạ. Trước kia là nó như thế rồi ạ. Alo ạ. Là bà uống rượu nhiều đúng không? Nên là bị dạ dày đúng không? Dạ, dạ. Chắc là uống rượu nhiều này, xong thì là dạ dày thì rất là nhiều nguyên nhân. Bà thì hơn 70 tuổi. Đây có quảng cáo một tí. Cái nước to này cho bà thôi. Bà thử dài thế này là đi bước chân một đông luôn, không vậy luôn. Xong tìm một cái cho chị nữa. Đây là quần rồi. Đây là quần rồi. Ôi cái này không mặc quần cũng được đâu. Không mặc quần là không được đâu bà ơi. Rồi cho nên cũng đẹp tin này. Cái này là bổ não đúng không ạ? Một ngày 3 viên bà nhé, sáng, trưa, tối phải không ạ? Ừ. Không, một ngày uống 3 viên, uống 1 lần thôi. À, uống 1 lần thôi. Ừ. Ừ, thế còn cái vỉ thuốc, cái hộp trong 2 cái hộp ấy. Bỏ loại bỏ cái thành phần của nước đi và nguyên đường à nguyên mật thôi
đâm ra là cái chất lượng mật nó sẽ rất là ok. Và trong thời gian vừa qua thì anh em có rất là có đặc biệt thì nó tổng hợp tất cả các loại hoa từ thảo dược, rất nhiều loại hoa khác ở trên vùng cao nguyên đá này là tự nhiên hết mọi người nhé. Thế nên là yên tâm về chất lượng và cũng không băn khoăn nữa. Còn về giá thì các bác cũng yên tâm, mua 2 lít trở lên sẽ miễn ship toàn quốc. Và còn cái mật Bạc Hà thì khi mà video này được lên sóng thì mọi người cũng dám ăn xin. Lưu ý là phải cuối tuần sau, tức nghĩa nó rơi vào khoảng 15 tháng 10. Thế bôi thuốc là không khỏi. Lấy cái thuốc về đây xem nào. Bây giờ bắt đầu hủng tháng rồi, hoa bây giờ bắt đầu bông to ra. Nhiều này bổ tí rồi. Bổ tí làm cao một tí. Thì nó sẽ nói chậm hơn một chút. Đây là một cái thùng quà mà nhiều công chí rất nhiều. Những cái thông tin phê của phê chua à. Mỗi nhà một hộp mà sao lại mang đi. Phê tỉ pháp vào gì đó. Alo. Tiếng ca lò mà. Ca lò ấy. Nâu gì thành cái bánh kia gì đó. Hay gió hay khó rồi. Tất cả này đi. Thua ta tao ớ. Thế là đau như nào? Đau như nào để bôi cái thuốc này? Cái thuốc này hôm nọ gửi cho bà đó để bôi những cái chỗ bị nhức đau ấy, đúng không bà? Vâng. Tin lòng, một lần. Cái này bôi là mình phải bóp bóp cơ. Phải bóp bóp. Tự nhiên nó khác đau xương lên thế. Có đau xương hay là đau thịt thôi? Mó tổ tha lộ cho lành. Nên này. Gấp được. Tóm à? Mó quá cho tao nó này nè. Hôm qua có làm gì đâu nhỉ? Đa mà. Tôi tin lâu tới mó đấy mà nó này là rong này cô không mó mà. Mà tài kỳ này cũng muốn cho nằm mó cũng đánh cho tài kỳ này cũng cháy buồn nữa tao mà. Chắc là lâu không vận động như là hôm qua cầm cái búa để làm chuồng bò nặng quá. Thấy chưa? Do mà nó chỉ do mà mó khó nào á. Hôm qua cầm cái búa kìa, búa to búa lò là nặng quá. Nhá quá. Chỉ do khó nào mó à. Sao cho chỉ tao ô tới mó à? Đây dùng cái kem này nó dạng là cao bạch hổ đấy. Mình bôi xong là mình bóp nó à. Cho này mó hay lò của tao tên này. Anh bóp nó. Đấy. Bôi đều xong bóp. Nhưng mà vật này thật ra nó cũng bị thêm bùng bùa. Ừ. Lát đi. Đó, bỏ đi. Thì để nó ngấm vào. Cái này giống gần giống cá bạch hổ, rất mùi rất là thơm. Cái cọc sực đánh là thăm bùa nó bầu. Thăm bùa? Ừ. Nên thấy nó đánh tán sẽ xứng hơn. Bùn nó. Nên thấy nông nằm ở tàu. Hào lũ, hào này em mô hành sao? Lên nán trà xuống tàu. Mình cử động ít thôi, mình đau mình cử động ít thôi. Hạn chế cử động. Đó. Nó là như vậy. Chắc là anh em mình cũng xin phép dừng cái video này tại đây thôi. Và chân thành cảm ơn cô Chính đã có cái món quà gửi tới gia đình của anh Vư. Một bộ tivi đầy đủ. Và từ bây giờ là được xem hoạt hình nhé. Bà là được xem thời sự nhé. Biết là ngày mai nắng hay mưa. Số thời sự mà số thời tiết mà số với một là mua lắm. Thì là ba dòng mà. Bao dùng mà. Bao mà. Thế thì em không hướng dẫn nó đâu nhé. Hướng dẫn nó tí lại thành thừa mất. Tôi cho xanh tôi cứ thế cho xanh tôi nỉa bao mua từ vì bố cho cô rong xe cho xanh cho đá. Dạ vâng. Anh vừa nói là gửi một lời cảm ơn tới cô Chính đã giúp gia đình có một bộ tivi để xem. Và chúc cô cũng như là toàn thể gia đình thật nhiều sức khỏe. Và trong thời gian tới, anh em mình vẫn tiếp tục có những cái món quà dành cho tất cả các hộ ở đây. Thì cũng xin chia sẻ với mọi người là như vậy. Anh em mình... đây, nếu mà quý cô bác anh chị nào mà mua mật Bạc Hà, mua mật ong rừng ấy, thì bây giờ là bắt đầu là những cái lô cuối nhất của vụ năm nay rồi. Thì mật nó rất là đẹp và chất lượng. Quý cô bác anh chị nào, đây là mật rừng nhé mọi người nhé.
Nếu mà quý anh chị nào mua thì có thể gọi theo số tam giác mạch 0968122303. Còn mật bạc hà thì cũng có rồi. Và khả năng là sẽ vào thứ hai hoặc thứ ba thì tam giác mạch mới có thể gửi cho quý khán giả được. Nên là anh em, tất cả khán giả mà mua thì đều tam giác mạch đều ship toàn quốc, và trừ cái vùng đỏ ra là không ship thôi. Xin chào và xin cảm ơn.